Có thể bạn đã từng nghe về nhụy hoa nghệ Tây và những lợi ích về sức khỏe của nó, nhưng vẫn chưa biết cụ thể như thế nào. Trong một nghiên cứu thẩm định, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết nhụy hoa nghệ Tây có rất nhiều lợi ích tự nhiên về lâu dài. Khám phá về nhụy hoa nghệ Tây trên trang web www.marius.com. À, mình khuya rồi, bây giờ ở nhà của mình không còn gì đó, nhưng mà còn cái nồi thịt kho bữa mình nói các bạn là mình kho để hai anh em mình ăn á. Bữa nay cũng ăn hết nửa nồi rồi. Kho gần cả tháng luôn. Dạ, ăn với sao mọc mình luôn á. Đó, bây giờ nhà chỉ có cơm, thịt kho, vịt với ba xoài của anh Đạt anh mới tặng cho bà trời Cali này đó, với miếng muối này đó. Thôi giờ nhà em có gì ăn đó đỡ nha anh Lâm. Cảm ơn mày, miễn có ăn là được rồi. Tao mắc cỡ lắm. Quốc thoải mái đi ra. Đây nè, nhìn ngon lắm nha mọi người. Trời ơi, bà trời Cali kho ngon lắm á, đúng không anh Lâm? Mặn mà. Anh phải nói thật sự nha, thật lòng rồi đi. Tao biết ngon rồi. Nhưng mà trứng thì không có nhiều, nhưng mà trứng em quất hết rồi. Đúng rồi. Đã, con trứng kìa, ăn đi. Còn trứng hả? Ăn hết đi, ăn luôn đi má. Chưa dai nữa. Tao lúc nào đâu ăn phải hai trứng cho nó công bằng. Đúng rồi, ăn trứng không được đâu. Ăn cái bị nghiêng ngửa. đi khiển kỳ lắm đó. Quất hết đi, bứt đạt đi, kiếm mình nạt ăn đi. Thơm phức à. Thế này cũng không, mày kho rất là có ngon. Thơm lắm. Mình đứng đây mình không ăn, mình nghe mùi mà. Ăn thịt kho nó làm như ăn canh luôn. Quá chế từ này nữa. Đó. Rồi Quốc đi Long ơi. Rồi, mấy anh em mình là chỉ vậy thôi, phải không? Có gì chơi đó rồi, là bình dân. Ăn đó rồi, có gì đâu mà phải mất. Ừ. Xong lấy anh nói nhà em tô nhiều lắm, anh lấy cái chén của anh tào lao vậy. Quốc cái tô vô ăn cho thoải mái. Là biết ăn nó nhỏ trước rồi mới ăn tô. Đây nè, dưa leo nè. Em mua sẵn dưa leo luôn nè. 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 Đó, xả nước sơ cái đi. Mà đây là còn là dân tự sống tự đại không à. Được không đó. Đó, nó rửa xong nó đưa nguyên cũ luôn. Rồi, thì đó cạp ăn thôi chứ anh muốn sao muốn cắt rồi hả? Cạp ăn mới ngon. Đúng rồi. Đó. Đó không? Hợp lý không? Rất ngon. Đó, hai anh em mình ăn cái tự nhiên rồi nó khen ngon. Ừ. Đó, anh em mình vậy thôi mọi người. Đó. Mình cứ bình dân mà sống thôi. Đó, thấy không, cái chỗ ngủ của anh Long nhiều khi nó cũng không tương tất nữa, nó cũng rối đùi nó mỏng manh vậy chứ mà khó vỡ lắm. Đó, coi như là có sao chơi vậy à. Vậy anh em mình mới lâu bền được chứ không có khách sáo vậy đó. Đó nè, Quốc nè. Đó. Đúng rồi, khách sạn làm gì chứ. Khách sáo rồi vô khách sạn nha. Rồi. Cái này thịt co canh luôn. Không, em làm đồ ăn là em nêm nếm nó vừa ăn không? Ăn rất là vừa. Đó, ok đúng không? Ngày em ăn được tô. Để không? Một cái cục à. Mày kho cái nồi luôn. Nồi luôn. Em kho cái nồi đó là em kho là hai anh em mình thôi đó. Chứ một mình em là anh ăn cũng hết. Nhưng mà em biết em kho nhiều khi có ăn qua rồi. Đúng rồi. Hai anh em mình có cái thì mình ăn phải không? Chứ ngồi uống bia toàn ăn nước đá không? Ăn thoải mái. À, bữa nay là mùng 3 Tết rồi mọi người. Ừ. Thì anh Long, ngày mai anh Long sẽ đi làm lại bình thường. Mấy anh em chỉ vậy thôi. Anh Long đi làm rồi, nhưng mà... Đó. Thì mọi người cũng biết là cuộc sống của bầu trời Cali là như vậy á. Nó cứ lình bình vậy thôi mà. Thực ra thì mình sống bên Cali này, mình quay về Cali lại là chủ yếu là mình vì đứa con của mình. Thật sự là mình vì bố bối. Nhưng mà bây giờ trong cái tình trạng dịch như thế này á, thì mình không có thăm bé được. Mình rất là buồn. Thật sự mình rất là buồn và nhớ bé. Nhưng mà bé vẫn gọi cho mình hàng ngày. Gọi FaceTime cho mình, nó gọi cho mình suốt. Tội nghiệp lắm. Nó gọi cho mình cái nó vui, nó mừng, mình thấy thương lắm, tội lắm. Nhưng mà bây giờ sự cố nó như vậy thì mình chịu thôi. Rồi cuộc sống của mình nó cũng y chang vậy á. Thì mình có anh Long, người anh thân thiết và tất cả khán giả. Cho nên là lúc nào bầu trời Cali cũng sẽ cùng đồng hành với mọi người ha. Mọi người anh lần sau lấy cái chén bự hơn nha. Anh ăn cái chén này á là không có thấy cơm, toàn là thịt không. anh chơi cái này anh chơi lại. Còn rồi mình đi hết cơm không? Đúng rồi, đúng rồi. Giờ mày không còn cơm nữa. Để tao ăn. Không có nấu. Không có nấu. Đó, mày nói tao ăn nhiều quá thì tao bị tinh bột. Ừ. Vậy anh ăn nhiều thật đi, nhiều tinh đạm.
đó, cái nào cũng mập như nhau thì vậy á, mập nào đỡ rồi đó. Rồi rồi, ăn đi, ăn đi. Rồi vào cái Happy New Year mọi người nha. Happy mọi người nha. Thì khi mà anh em tụi tôi á là xa cách nhau cả tháng à. Ờ cũng gần tháng rồi chứ đâu 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 ra, đâu ra đâu. Mà bà con của bác cứ nghĩ ra là bị Covid hay Covid chứ không. Đâu, sao chỉ biết ăn dịch Bắc Kinh hay là gì thôi. Cái đâu tao phải ăn Covid bao giờ đâu. Đó. Cho nên người ta cứ nghĩ là bị Covid là quay quay trở lại rồi không. Đó. Không thật sự thì ai kêu nói dạ thôi, trời kêu ai nói dạ ha. Thì mà, mà đừng có dạ, không kêu đừng dạ. Ừ, tao chứ ừ con mà lên luôn. Ờ, nhiều lúc kêu còn bị lãng tha. Ờ, giống như bị điếc. Ờ, điếc mà. Ờ, đó. Tao điếc kỹ chứ một. Thật sự là anh Long có, hiện tại luôn rồi. Mình thấy anh Long rất là khác hồi xưa. Ừ. Khác ở chỗ là cái thời gian của ảnh. Ừ. Nó không có được thoải mái như hồi đúng xưa. Đúng rồi, chính xác. Ok. Và cái thứ hai á, là cái sinh hoạt của anh nó cũng không được thoải mái như hồi xưa, có nghĩa không phải là muốn đi đâu đâu cũng làm gì làm nha, không phải muốn quay gì quay. Nó cũng khác nữa, nhưng mà em rất là thông cảm nha. Đó, tại vì mày thông cảm với dự thông cảm mày chứ làm sao cũng quý mến mày, tao thương mày. Em rất là thông cảm cho anh, không có chuyện đó, em không có ép anh gì hết. Đúng rồi. Rồi, có rồi không? Thì mọi người cũng ví dụ như anh lâu lâu xuất hiện lên đó thì mọi người cũng thông cảm là anh nhiều khi cuộc sống mà mọi người nó có sự thay đổi khác nhau chứ đâu lúc nào nó cũng giống nhau hoài đâu. Cho nên mọi người cũng thông cảm mà mình lập thân cũng khác nha. Đúng rồi. Nếu mà có bạn bè bạn gái bạn trai thấy không, cho nên cái thời gian nó rất là bị thôi thu hẹp. Có bạn trai nữa, có bạn trai nữa. Bạn gái bạn trai nữa, mẹ hơi thôi à. Bạn trai là fan thôi. Ờ, bạn trai là fan đó. Fan là fan, đừng hiểu lầm nha mọi người nha. Tại vì nhiều người ta cứ nghĩ lầm thôi mà. Là khi từ hồi mà mẹ nó nghe cái kênh mày bị hát á, cho nên là nó muốn trở lại là anh em mình sẽ làm một cái kênh nó sáng lại ha. Ừ. tỏ sáng lại đó là mình nói những cái tại vì á bây giờ anh em mình là mình nó quay những người cũng là đồng cảm với nhau. Ừ. Nhiều người cũng rất là dễ thương luôn. Ở như là anh Đạt nè. Anh Đạt nè. Chim mì nè. Bữa nay có Kim Ngân nữa. Kim Ngân cũng chịu lên hình dân lên video lắm. Những người là có một cái tâm hồn, nếu là có một cái gọi cái có một tấm lòng nhớ về quê nhà hay là bất cứ cái gì như mình là không có nói được. Đó, mấy người đó là những cái người mà nói thật thà, nói kiểu là trong đời mình, trong tâm mình á là như lâu quá không về quê hương hay là gì đâu, những cái tâm sự rất là hay. Thì tất cả anh em mình á, những cái video của mình á là lúc nào cũng xoay về cái tình cảm quê hương gia đình và quê hương Việt Nam đất nước. Thứ nhất là cho các anh chị Việt Nam có thể các anh chị bên Việt Nam có thể thấy là tụi mình ở bên đây nhưng mà tụi mình vẫn nhớ quê hương. Cái thứ hai là tụi mình cố gắng để quay những cái cảnh gì đó nó rất là dân dã và rất bình dân, để cho các anh chị ở Mỹ luôn cũng có thể là thấy được những khung cảnh đó, giống như là mình vừa quay những cái cảnh nướng cá lóc chẳng hạn, cá lóc nướng chui rồi. Mình chán quay luôn. Quay hết nguyên cá lóc nướng chui luôn để cho mọi người xem là cái khung cảnh đó dù cho tụi mình đang ở Mỹ. Tại tao đi làm rồi chứ không có ghé rồi. Em kêu anh rồi, anh biết anh đi làm rồi thôi. Thì công việc mình là trên hết rồi. Vui lắm anh Long. Vui lắm. Nhưng mà anh Đạt cũng rất là dễ thương, cũng hát cho mình, hỗ trợ cho Bầu Trời Cali Ly nè, quay clip này kia cũng rất là vui. Nhưng mà khi mà xảy ra nhiều cái sự cố vừa rồi mà mình Bầu Trời Cali Ly xảy ra, mình mới thấy là tình cảm khán giả vẫn dành cho Bầu Trời Cali Ly và với anh Long. Đúng cho rồi. Nên là mình rất là mình quý những người họ. Quý những người có tấm lòng mà thương mến. Anh em mình để nói chuyện đầu lao thiệt, nhưng mà người ta thương mình ấy kiểu mà cái thương cái kiểu mà cho mày mộc mạc quá. Dạ đúng rồi, tức là mày không có gì mà mày nói quá đáng hay là nổ hay là nổ có thể là như bắp hay là cái gì đó, nếu mà nói là chắc nổ tùm lum la luôn. Không,
khán giả thích anh em mình nhờ gió đó đó, nhưng mà mình phải bù lắp lại khán giả là mình phải xuất hiện ít nhất là anh Long phải xuất hiện ít nhất là một tuần phải một lần, một lần khán giả có một cái thời gian để tao ghé với mày, ok, ăn nhậu, ok, hay đi chơi đâu đó, ăn uống đi chơi đó. Rồi mình có cái tâm sự với nhau, dù sao nếu mà tao có một tao có bạn hay đi nữa, nhưng mà tao cũng phải lại tâm sự mày thường xuyên hơn là mỗi tuần, không, cái đó là cái điều đáng quý ở anh Long nha mọi người. Thật sự á là khi mà anh Long có cái niềm vui á, bầu trời cây ly rất là vui luôn. Tao biết là vui mà. Thật sự mình không có bất kỳ một cái chuyện gì mà mình hiềm khích với ảnh hết. Tại vì á, thứ nhất á là tuổi anh Long cũng đã lớn rồi, ảnh cũng đã 50 mấy tuổi rồi các bạn. Ồ, cũng còn tin mà. Mới dậy thì hôm qua. Mới dậy thì hôm nay vẫn dậy thì hả? Hôm nay hết dậy thì lại à. Ảnh lớn tuổi rồi mọi người. Thì có một người chăm sóc cho ảnh, lo cho ảnh. Nhiều khi là ảnh ở một mình đã 10 mấy năm trời rồi. Bây giờ có một người khác lo cho ảnh, đem cơm cho ảnh ăn này kia là mình cảm thấy mình rất là vui. Tại vì có một người chăm sóc cho ảnh, lỡ một ảnh có chuyện gì á, bệnh hoạn này kia cũng có một người lo cho ảnh. Cho nên là khi ảnh có được cái quen được cái chị này á, thật sự á, là bầu trời Cali cảm thấy rất là vui, rất là vui trong lòng. Tại vì ảnh với mình là bạn thôi, là fan thôi. Nếu mà rảnh thì nhậu gặp nhau nói chuyện chơi, còn không rảnh thì thôi, chứ không phải là không có vấn đề hết. Nhưng mà mình chơi với nhau á thì mình thấy một cái người kia có một cái niềm vui, người này mình thuốc một cái tương lai tươi sáng hơn, là mình cảm thấy mình rất là vui về về cái điều đó. Thật sự bầu trời Cali nói thật cái tấm lòng của mình luôn. Không mà anh Long ví dụ như mình gọi anh Long, anh là rảnh hôm qua nhậu với em, anh nói tao bận rồi, bận thôi, bận rồi thôi, ví dụ anh làm gì đó rồi thôi, chứ không phải là mình nói tại sao tôi kêu anh mời anh nhậu anh không tới thì anh coi thường nữa, anh coi thường nữa hay sao? Không có, bầu trời Cali không có tánh đó nha. Mình nói thiệt, khi mà anh có công việc riêng và cái chuyện riêng của anh là mình rất là tôn trọng cái điều đó, và khi anh sắp xếp được cái thời gian rảnh anh sẽ đến chơi với mình. Đúng rồi. Đó, cho nên là mọi người thông cảm nha, nếu mà anh đến được nhiều hơn, giống như anh xuất hiện với mình nhiều hơn, xuất hiện nhiều mình sẽ quay những cái quay nhộn nhộn nhiều hơn cho bà con cô bác mà coi nữa. Cái này là một cái tình mà mình sống ở cái xứ người các bạn, ở cái xứ người này á. Thực ra như bầu trời Cali hiện tại á, mình đang sống một thân mình ở bên này. Gia đình mình ở bên Boston thì mọi người biết rồi đúng không? Nhưng mà ở ngay cái Nam Cali này á, là mình đang sống một mình. Cho nên là cái tình người nó quan trọng lắm. Anh em với nhau, chơi với nhau, ai mà mến với nhau, tốt với nhau. Thật sự, anh tốt với tôi một, tôi tốt với anh lại một. Sự công bằng. Đúng rồi. Anh hiểu không? Anh tốt tôi một, tôi tốt anh một. Cái đó là một cái sự qua lại. Thì nhiều khi mình gặp cái sự cố khó khăn, anh Long giúp mình. Đúng. Ví dụ anh Long có sự có khó khăn xe hư, ví dụ xe hư hoặc là bất kỳ cái chuyện gì đó, alo bầu trời Cali đây ông này. Lúc đó tao cũng bị vấn đề là cái siêu xe tao bị nó cắt cái móp đầu đó thôi. Em nghe chi mày nói đó, là tự nhiên cái khi mà tao không có liên lạc mày nhiều á. Dạ. Đó là tức như là tao đang bận rộn rồi đùm lum ra mấy không. Rồi cái một cái ngày đó tự nhiên nó xui khiến đi biết bao nhiêu cái xe đời khổ hơn tao nữa mà nó không lấy mình, nó lấy ngày cái đời của tao. Tùy theo chiếc xe. Đúng, tùy theo chiếc xe đó. Rồi xe mới thì cũng có nữa, cái gì nó không lụm mà nó lụm tao phải chết đó. Thì gặp mình đang số 7 nữa, không biết năm nay là năm gì mà sao mà xui vậy không, nó vô nó cắt một cái. Nó xui dữ lắm đúng không? Anh xui cái đó là chuyện nhỏ. Đó, em thì xui một cái em thấy em xui ghê lắm. Thì tao mới nói mày, lúc mà tao xui rồi tao muốn là nhắn tin cho mày biết, nhưng mà tao không muốn cho mày biết để gì, để mà mày lo âu rồi này nọ mày không. À, thì chị anh em mình mà có gì đâu thì tao nói kệ cái này chuyện nhỏ thôi. Đó mà, thì nó lỡ mà nó cắt cái gì móp lờ của mình á, thì mình mua cái khác thôi, nhưng mà cái máy nó không bán ở đây nữa. Nó bán những cái tiểu bằng xe, hiểu không? Rồi từ tiểu bằng xe mình mới đem về đây mình mới làm được. Tại ở Cali nó rất là khó về cái không khí, môi trường đó, cho nên á làm cái order từ xa luôn, hiểu không? Còn nếu mà nó có sẵn trong đây đó là nó bán từ 700 trở lên, hiểu không? Mấy chứ các bạn biết á, ở cái xứ người này á, thực ra tìm những người đồng hương với nhau, người Việt Nam với nhau mà chơi với nhau, thân với nhau, mến nhau thật sự khó lắm mọi người, khó lắm.
ai cũng có công việc riêng, gia đình riêng và tính cách riêng, cho nên là nhiều cái nó không có hợp nhau đâu. Thật sự nó, nếu mà muốn hợp nhau để mà chơi chung với nhau hoàn toàn rất là khó. Tại vì các bạn biết á, người Việt Nam mình ở bên đây á, nó ít lắm. Nó đâu phải như là bên mình sống ở Việt Nam thì mình ra đường là người Việt Nam không mà đã khác. Mình có thể quen người này, người kia, người đó. Còn bên Mỹ này á, các bạn quen một người á, là đã khó rồi. Ok, nhưng mình quen một người Việt Nam với nhau đã khó, mà mình chơi với nhau hợp hay không là một chuyện khác nữa. Nó lại là một chuyện khó nữa. Và người ta có tôn trọng với nhau để mà chơi bền với nhau là một chuyện khác nữa. Cho nên đó, khi mà mình thấy được á, cái người nào tốt và cái người nào đàng hoàng á, mình rất là trân trọng cái điều đó. Mình phải giữ những cái điều người đó lại. Tại vì người đó không có hại mình. Ok, bạn bè chơi với nhau không có hại nhau là cái đó là một điều tốt rồi. Là một điều tốt rồi, anh công nhận em không? Chơi với nhau mà không có hại nhau. Ok, ví dụ như bữa nay thằng này hết tiền kia trả, thằng này kia hết tiền này trả. Hoặc là sự công bằng chứ không có là thằng này lợi dụng thằng kia. Đó là cái sự hại nhau, cái đó là chơi, là chơi lợi dụng, là không được nha. Có nghĩa là kiếm một cái người chơi đàng hoàng với nhau là khó lắm. Chứ không gì là khi mà lâm vô những cái hoàn cảnh khó khăn đó là bạn bè phải giúp đỡ nhau nữa. Hồi xưa anh Tông là xe cộ hư rồi kia đề biết rồi đó, em đó em cũng chạy tới em sửa tại đó. Để giờ ta gọi ai vậy? Đó thì anh em mình hép với nhau vui vẻ với nhau thôi, thật sao mày có gì mày cũng gọi tao đó, có qua có lại anh em mình. Cái là mình hiểu ý nhau. Còn nhiều lúc á mình thấy bạn bè mình đang lâm vô những cái hoàn cảnh khó khăn vậy, nhưng mà về những cái hoàn cảnh đó mà mình khuyên khắn cho nó thay đổi là cái cuộc sống nó. Đúng rồi, vậy tính kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm của mình á, mình đã xa lại về cái đó rồi. Khi mà người bạn mình hay bất cứ chuyện gì đó mà nó xảy ra những cái chuyện vậy đó, mình phải khuyên hắn là biết khuyên nó, có thể nó nghe, có thể nó không nghe, thấy không? Nhưng mà mình khuyên được là tốt. Vừa giúp cho nó mà vừa giúp cho mình nữa. Nè, thật sự bạn bè chơi với nhau đừng có hại nhau được. Ok, đúng thích rồi. không thích chơi nữa, chia tay chứ đừng có chơi chung với nhau mà hại nhau. Chơi chung với nhau rồi, cái chia rồi đó, vậy thôi. Chứ đừng có chơi chung hại nhau. Mày đó là bạn với người ta rồi á, là mày phải lo cho người ta ha. Người ta đi sai mình biết không, thật sự là cho nên là anh Long bây giờ có vô cái này á, tụi em thật sự em rất là vui. Em cực kỳ vui luôn, mà nếu mà anh mà có tiến xa hơn hay là bất kỳ gì đó là em chắc chắn em hứa rằng những bạn sau lưng anh, đúng rồi, thương anh để bạn ủng hộ cho anh, đúng rồi. Anh muốn cái gì, anh cần cái gì, hay là bạn bè lắm lòng em phụ cái gì anh cứ nói, em sẽ phụ với anh. Ok, để mà anh có cuộc sống nó tốt hơn, thì anh đồ gì nữa, anh cũng lớn tuổi rồi. Nó ổng già rồi đó, vậy đi già mà còn có nhiêu đời mà còn xì tin đúng không? Còn xì tin đó mà, muốn nhảy điều nào cũng có. Nhảy tám đủ kiểu luôn đó. Không, thật sự là anh em mình vậy đó, mình chơi với bạn không bao giờ mình hại bạn, mình không hại bất kỳ người bạn nào, mình hứa luôn, mình thề luôn, không có chuyện đó đâu. Không thích nữa là không chơi, đúng, chứ không có kiểu mà chơi với nhau mà gài nhau mà hại nhau, không có chuyện đó. Bầu trời cali không có tấm đó, không bao giờ hại nhau, không bao giờ mình gài bạn. Không thích nữa là chia tay vậy thôi, chứ không có hại nhau. Đó, các bạn thấy không, anh em mình á rất là bình dân, rất là đơn giản, mà thực ra mà muốn cao sang đi nữa nó cũng không có. bây giờ anh lục cái nhà cũng không có gì ăn mà. Chỉ nhà thì chịu bê thôi, nhưng mà người không có chịu. Cho nên là bây giờ chịu khó có gì ăn đó đi. Nhưng mà anh công nhận luôn là em không có gì hết, nhưng mà anh qua đây là ít nhất cũng phải có mì gói cho anh. Đúng rồi, mì gói vậy là quá đủ rồi. Đủ rồi, mì gói với vàng ông bia là quất cái là đi ngủ thôi. Đi ngủ là hồn ai để giữ rồi. Anh em mình chủ yếu tình cảm chứ không phải là ba cái mình ăn của anh. Thấy không, anh em mình ăn còn nhiều khi cả bàn quên hết luôn, đúng rồi. Có ăn đâu, ăn có hết đâu. Không phải là tụi mình cần ăn uống, nhưng mà tụi mình cần cái tình cảm. Nhiều khi anh Long qua đi chơi với mình, nhiều khi không có khỉ gì hết trơn á, mình cũng cảm thấy ngại. Nhưng mà không sao, anh em mình đã chơi nhau lâu rồi. Anh nó qua đây nhiều khi hai anh em cứ học lộ phạm không có gì ăn luôn. Thì cũng là xong thôi. Nhưng quan trọng là anh em mình đã tâm sự với nhau, mình hiểu biết nhau, hiểu không? Tại vì á, mình làm bước chân, mình nói chuyện gì cũng vậy. Rồi mình có những cái vấn đề gì á là mình nói ra.
chia sẻ nhau thôi, chia sẻ nhau thôi. Nhưng mà có một điều đó em thắc mắc là bữa nào anh có muốn ra mắt chỉ không? Đâu có không đó, cỡ nha. Không, cái này chắc là em bị căng không được. Ơi này hơi bị căng á. Anh thì ok mà chỉ nhiều khi chỉ không chịu. Đó, đó. Có nghĩa là mình phải hai người hai bên cùng hợp tác thì mới ok, nhưng mà cái chuyện này là chuyện riêng cá nhân. Bầu trời Cali không bao giờ mà xen vào những chuyện này hết á, mình chỉ hỏi chơi với ảnh cho vui thôi. Cái này không có liên quan. Thì thật ra mày sẽ hỏi cho vui rồi. Nếu mà tao thật sự á là khi mà có ngày nào mà đẹp trời á là đẹp đẹp trăng gì đó. Ok. Tao mà ngỏ lời á thì ok, mày có quyền mày mà làm thôi. Với điều kiện là phải sự chấp nhận của cả hai. Đúng. Nếu mà chỉ không chịu là không bao giờ em quay. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì mình phải tôn trọng. Rồi, tôn trọng. Em đâu có quay ba cái đầu lao. Đầu lao gì đó đâu. Anh biết cái tấm này mà đâu, em muốn em làm mà là, đó, là anh em mình á quay là chỉ những giúp vui cho người ta thôi, nha. Là những cái niềm vui. Nhưng mà khán giả anh thấy khán giả tò mò lắm, khán giả cũng có đấy mình có này thì người ta cũng rất là vui cho mình thôi. Thôi hy vọng đi, hy vọng cái ngày mà lên xe bông hả, xe bông lên xe bông lên xe bông là sẽ lúc đó phải quay phim chứ không lẽ là xe bông không quay phim ba. Đúng rồi, nó không có quay phim nhớ thì lúc đó thì rồi quay. Xe bông là miền nào mà xe bông vậy, hay là xe qua thì bông qua giống nhau mà. Bông qua nhưng mà rồi thì đó thấy không, đó là lúc đó là em quay thôi, lúc đó là đã công khai rồi đúng không? Đúng rồi, lúc đó đã công khai rồi thì mình thích thì cho em quay lên để hai vợ chồng anh làm kỷ niệm chẳng hạn. Đúng rồi, rồi có cái ngày lễ này kia với đúng, cũng, đúng không? Nhưng mà mọi người chờ cái ngày đó nha. Ví dụ là ngày hy vọng là gần hay là xa là do đó, chúc em chỉ chúc anh là mong sẽ được cái ngày đó thôi. Cảm ơn mày trước nha. Dạ, tại vì khi mà anh có một cái người chăm sóc cho anh khi cái tuổi anh càng ngày càng lớn lên á thì em rất là vui. Anh rảnh thì anh nhậu với em, không rảnh thì thôi. Đúng. Ok, anh lo cho gia đình của anh và chị chẳng hạn, cái chuyện đó chuyện riêng của anh. Thì anh rảnh với em gọi em kiếm tiến nhậu đâu chầm chim chầm chiếc gì chầm chầm gì rừng gì đó anh ra. Ok, chứ em là bình thường đó, là em cũng không có khe gì với anh đó. Thì tao cũng mong tao kiếm được cũng nửa dần chăng rồi thì tao cũng mong mày cũng kiếm được chăng dần nữa. Đó thì á không, em giờ không ai dám nhảy vô em đâu. Em giờ em lên đên long bông rồi nghề nghiệp người kia cũng không ổn định, rồi tiền bạc cũng không có đuổi số người thôi mẹ. Cái gì cũng cái gì đâu cũng có, anh nghĩ bây giờ có đâu có cô này gái nào mà chấp nhận em đâu. Nhiều khi thấy em sống vậy rồi, thứ nhất là em còn bó bối rồi nó bị vướng bận đủ thứ hôm ra người ta cũng ngại. Vậy cái quan trọng á là cái cuộc tình thôi, cái duyên phận thôi. À, duyên là do trời định, mình muốn cũng không được mà mình không muốn nó cũng không được, có nghĩa là mình đợi cho nó chuyện nó tới đâu nó tới. Bây giờ mình không cần tìm nó cũng tới, anh hiểu không? Khi mình không cần tìm nó cũng tới. Mà khi mình có cố gắng mình tìm đi chăng nữa cũng không có. Cho nên mình đã chờ kệ. Bây giờ á, giờ mình chờ bao lâu, 5-10 năm em không biết, em năm hay là 20 năm. Thật sự chống gậy mà cũng chờ luôn hả? Bầu trời Cali không nghĩ tới chuyện đó. Tự vì bây giờ á, cái mục đích của mình hiện tại là bó bối. Mình muốn cho nó được ổn định chút xíu. Mình muốn cho nó có cái gì đó nó đâu đâu ra đó, nó phải ổn định. Bây giờ bé cũng chuẩn bị lớn rồi, nó cũng bị chuẩn bị đi học, đi hành. Mình muốn đâu ra đó cho nó, xin lỗi, cho nó ổn định rồi. Cái giờ mình cũng không nghĩ gì hết, thật sự mình không nghĩ gì. Và mình chỉ muốn cố gắng là mình trong thời gian này là mình vẫn cố gắng mình làm, mình phát triển cái kênh YouTube của mình lên. Và mình đầu tư vào những cái chuyện khác, chuyện riêng của Bầu Trời Cali, để mình có một cái nguồn thu nhập ổn định để mình sống ở đây. Và mình ổn định và khi đó rồi, khi mình đã ổn định rồi mình mới nghĩ nó chuyện khác. Tự nhiên bây giờ thật sự Bầu Trời Cali cũng chưa ổn định. Đúng. Nó cũng hơi lan xà bang lắm. Đúng rồi, luôn xà bông. Rồi đó. Bang qua đây, bang qua kia, bang rồi lộn chỗ luôn, lộn đi chảy luôn. Bởi làm gì á, là mình phải suy nghĩ mình muốn làm gì, nghe không?
thì tao cũng hy vọng là một ngày đẹp trời hay là mày sẽ sáng suốt rồi mày làm ra một cái gì cho nó thỏa mãn trong cái nghề nghiệp của mày đó. Hát bên nè. Hát bên luôn rồi. Bye. Bye bye. Thì hôm nay anh em tụi tôi là nói hết lời luôn, hết mực luôn á. Cạn lời. Cạn lời mà hết mực luôn á. Hết mực. Hết pin luôn á. Mà cũng là hy vọng năm mới chúc cho mọi người bình an, vui vẻ, dồi dào sức khỏe và làm ăn phấn đạt và ủng hộ anh em tụi tôi. Anh em mình ha. Và anh em tụi mình lúc nào cũng là bên với nhau hết. Đó, thì không có ai mà chia rẽ hết, cho nên các bạn yên chứ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tiếp tục đồng hành với bầu trời Cali vào những video tiếp theo mình. Cái sự chân thật của mình là mọi người cũng đã biết rồi, và nó sẽ như vậy, từ cái tánh của nó vậy rồi. Nó sẽ như vậy và mãi mãi nó cũng sẽ như vậy thôi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại. Chúc anh chị một năm mới an khang thịnh vượng. Bye.